chào mừng các con đến với tiết làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi của trường mầm non Huỳnh Hữu Nghĩa. Để khởi động, các con cùng vận động với cô một bài hát. Cùng tìm hiểu nhóm chữ cái Y, T, G. Và bây giờ chúng ta cùng vào bài học nào. Y, Y, chữ Y. Chữ Y. Chữ tờ khác nhau. Chữ tờ in hoa. Chữ tờ in hoa.
cờ. Chữ cờ. Các con đọc cùng cô nhé. Chữ cờ.